Vì lý do gì và do nguyên nhân nào mà trong đời có người yếu, có người thọ, người vịnh hoạn và người khỏe mạnh, người xấu xa và người đẹp đẽ? Có hạng người làm gì cũng không ai làm theo, nói chi cũng không ai nghe. Và hạng người có thế lực, làm gì cũng có người theo, nói chi cũng có người nghe. Có người nghèo khổ, có người giàu sang, có người sanh trưởng trong gia đình thấp hèn, có người sanh trong dòng dõi cao sang, có người dốt và có người trí huệ. Đức Phật trả lời: tất cả chúng sanh đều mang cái nghiệp của chính mình như một di sản. Như người bạn đồng hành đi theo ta từ đời này qua đời khác. Chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa chúng sanh. Rồi Đức Phật giải thích cho Suha nghe từng trường hợp. Nếu người kia trọn đời chỉ biết sát sanh, bàn tay luôn luôn đẫm máu, hàng ngày sống trong sự giết chóc và gây thương tích không chút xót thương, do tính hiếu sát ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ bị quả báo chết điểu. Nếu người kia luôn luôn thận trọng, không hề xúc phạm đến tính mạng của ai, sống xa gươm đao, giáo mát và các loại khí giới, lấy lòng từ ái đối với tất cả chúng sanh, do sự không sát sanh ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ trường thọ. Nếu người kia độc ác, luôn luôn tìm cách hại người, luôn luôn dùng đấm đá và gươm đao đối xử với người, do nết hung dữ, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ ương yếu bệnh hoạn. Nếu người kia không bao giờ làm tổn thương ai, do đức tánh hiền lương nhu hòa, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ được mạnh khỏe. Nếu người kia thô lỗ cộc cằn, luôn luôn giận dữ, chửi mắng, nguyền rủa kẻ khác, do hậu quả của sự thô lỗ cộc cằn ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ xấu xí. Nếu người kia thanh tao nhã nhặn, dầu ai có chửi mắng thậm tệ cũng không hề oán giận và tìm cách trả thù, do hậu quả của phong thái thanh nhã ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, người ấy sẽ đẹp đẽ. Nếu người kia có tánh đố kỵ, thèm thuồng, ham muốn lợi danh của kẻ khác, không biết tôn kính người đáng kính, luôn luôn chứa chấp lòng ganh tị, do hậu quả của tính tật đố ganh tị ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người không có ảnh hưởng, nói gì không ai nghe, làm gì không ai theo. Nếu người kia không có tánh đố kỵ, không thèm thuồng ham muốn lợi danh của người khác, biết tôn trọng người đáng kính, không chứa chấp lòng ganh tị, do ảnh hưởng của tâm không ganh tị ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người có thế lực, nói gì cũng có người nghe, làm gì cũng có người theo. Nếu người kia không bao giờ biết bố thí vật gì, do tánh keo kiệt, bám níu và tài sản sự nghiệp của mình, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người nghèo nàn thiếu thốn. Nếu người kia giàu lòng quảng đại, tánh ưa bố thí cúng dường, do lòng quảng đại rộng rãi ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người giàu có dư dả. Nếu người kia không biết phục thiện, tánh ưa kiêu hãnh, không tôn trọng người đáng kính, do tánh ngạo mạn và vô lễ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người đê tiện thấp hèn. Nếu người kia biết phục thiện, tánh không kiêu hãnh, biết tôn trọng người đáng kính, do đức tính biết phục thiện và có lễ độ ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người sang trọng quyền quý. Nếu người kia không chịu đến gần người có tài đức để học hỏi điều hay lẽ phải và phân biệt chánh tà, điều gì nên thực hành và điều gì không nên thực hành, điều gì nên làm và điều gì không nên làm, điều gì đem lại phước lành cho ta và điều gì dẫn ta đến tình trạng phá sản, do tình trạng kém học hỏi ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người dốt. Nếu người kia cố công tìm đến bậc đức trọng tài cao để học hỏi, do sự học hỏi chánh đáng ấy, nếu tái sanh trong cảnh người, sẽ là người thông minh trí huệ. Sau khi chấm dứt pháp thoại, chàng thanh niên Su Ha tín thọ phụng hành lời Phật dạy. Lại nữa, vào thời Đức Phật, một hôm vua Ba Tư Nặc thân hành đến ý kiến Đức Phật và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, có phải người dòng dõi vua chúa quý tộc sau khi mạng chung sẽ sanh vào dòng vua chúa quý tộc, còn người nào dòng nô lệ thấp hèn thì sanh vào dòng nô lệ thấp hèn, có đúng vậy không? Phật bảo: Đại vương nên biết trên đời có bốn hạng người. Một, từ tối đi vào tối. Hai, từ tối đi ra sáng. Ba, từ sáng đi vào tối. Bốn, từ sáng tiến đến sáng. Thế nào là từ tối đi vào tối? Nghĩa là người này sinh ra đời chịu nhiều sự khổ, thế mà chẳng lo tu thiện để chuyển nghiệp xấu, lại làm việc ác, chẳng khác nào từ chỗ tối đi vào chỗ tối tâm khổ sở hơn. Người từ chỗ tối đi đến chỗ sáng là người sanh ra đời từ thân mạng cho đến vật chất không bằng ai, nhưng họ ý thức đó là nghiệp xấu đời trước nên ăn năn sám hối, pháp tâm cúng dường, bố thí làm lành lánh dữ. Người như thế là biết tiến tới ánh sáng tốt đẹp cho hiện tại và tương lai. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ tối, tức là người này sinh ra đời hưởng cảnh giàu sang nhưng không biết tạo thêm phước lành, lại còn tham lam, keo kiệt, kiêu căng, hống hách, tạo nhiều ác nghiệp. Người như thế chẳng khác nào từ chỗ sáng đi vào bóng tối, nghèo đói, thấp hèn, khổ đau. Người từ chỗ sáng đi đến chỗ sáng là người có căn lành đời trước nên sanh vào nhà tôn quý, hưởng cảnh giàu sang, lại tiếp tục bố thí cúng dường, làm nhiều việc thiện, trên kính giữ nhường. Người như thế là từ chỗ sáng tiến đến ánh sáng tốt đẹp thanh cao hơn. Lại nữa, một thời Đức Phật an trú ở thành Xá Vệ, vườn Thắng Lâm. Một hôm, hoàng hậu Malika đi đến Đức Thế Tôn, sau khi đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xấu, hình dáng hạ liệt, nhưng lại giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xinh đẹp, nhưng lại nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Do nhân gì, do duyên gì, có một số nữ nhân dung sắc xinh đẹp, thù thắng giàu sang, tài sản lớn, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Phật dạy: Này Malika, nếu hạng nữ nhân nào nhiều phẫn nộ, não hại, bị người ta nói động đến một chút liền nổi nóng, sừng sộ, sân hận, gây hấn, bất mãn, lại không biết cúng dường cho chư vị sa môn, bà la môn, thức ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, giường nằm, chỗ ở, đèn đuốc, thuốc uống, tánh tình keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người đó sau khi từ bỏ cõi đời này, tái sanh trở lại, do sân hận, keo kiệt, nên lãnh thọ thân thể xấu xí, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng quy tính ít. Này Malika, nếu nữ nhân nào hay phẫn nộ, não hại, dầu bị nói ít, liền nổi nóng, sừng sộ, gây hấn, biểu lộ sự bất mãn, oán hận, nhưng người này biết cúng dường cho sa môn, bà la môn, món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, giường nằm, chỗ ở, đèn đuốc, thuốc uống, tánh không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì không ganh tị, tức tối. Người ấy sau khi mạng chung, tái sanh trở lại, do sân hận nên bị quả báo dung sắc xấu, hình dáng hạ liệt. Nhờ biết cúng dường nên hưởng được phước báo giàu sang, tài sản lớn, uy tín ảnh hưởng lớn. Này Malika, nếu nữ nhân nào không nổi nóng não hại, tuy bị nói nhiều, không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn, gây hấn, nhưng người này keo kiệt, không biết cúng dường cho sa môn, bà la môn, món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, thuốc uống. Tánh hay đố kỵ, nhìn thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, thì ganh tị, tức tối, trói buộc bởi ganh tị. Người ấy sau khi từ bỏ cõi đời này, tái sanh trở lại, nhờ không sân hận nên dung sắc xinh đẹp thù thắng. Do keo kiệt không biết cúng dường bố thí nên phải chịu cảnh nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, ảnh hưởng uy tín ít. Này Malika, nếu nữ nhân nào không phẫn nộ, não hại, tuy bị nói nhiều nhưng không nổi nóng, nổi sân, không có biểu lộ sân hận, gây hấn, bất mãn, người này lại hay cúng dường cho chư vị sa môn, bà la môn, món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, thuốc uống. Tánh tình không keo kiệt, thấy người khác được lợi dưỡng, không ganh tị tức tối. Người đó sau khi thân hoại mạng chung, tái sanh trở lại, nhờ không sân hận, biết cúng dường nên hưởng được phước báo dung sắc xinh đẹp, giàu sang, tài sản nhiều, sở hữu lớn, ảnh hưởng uy tín lớn. Sau khi Phật thuyết giảng xong, Hoàng hậu Malika thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, bắt đầu từ nay con sẽ không phẫn nộ, não hại. Dù bị nói nhiều con cũng không nóng giận, oán hận, gây hấn, bất mãn. Con sẽ cúng dường cho chư vị sa môn, bà la môn, món ăn, vật uống, vải mặc, xe cộ, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc, thuốc uống. Thấy người khác được lợi dưỡng, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, con sẽ không ganh tị tức tối. Thật vi diệu thay, Bạch Thế Tôn, mong Ngài nhận con làm nữ cư sĩ, từ nay cho đến ngày mạng chung. Đức Phật hứa khả, truyền trao ngũ giới cho Hoàng hậu Malika, rồi lại thuyết pháp về nghĩa vô thường. Mọi người đều đắc quả Tu Đàng Hoàng. Phật nói kinh nghiệp báo sai biệt, dịch giả Thích Tuệ Thông. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Phật ở rừng Kỳ Đà, giường cấp cô độc. Bấy giờ Phật bảo trưởng giả Lực Đề Tà Tử Thủ Ca rằng: Ta sẽ vì ông nói pháp môn thiện ác nghiệp báo sai biệt. Ông phải lắng nghe, khéo ghi nhớ và suy nghĩ. Bấy giờ Thủ Ca đáp: Thưa dân Thế Tôn, con nguyện muốn nghe. Phật bảo Thủ Ca: Tất cả chúng sinh có liên quan với nghiệp, nương tựa nơi nghiệp, theo nghiệp tự chuyển. Do nhân duyên ấy có phân ra thượng, trung, hạ, sai khác chẳng đồng. Hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo mạng sống ngắn ngủi, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo mạng sống trường thọ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo ít bệnh tật, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thân xấu xí, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đẹp đẽ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo uy thế yếu, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo uy thế mạnh, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ hạ tiện, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao thượng, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh của cải ít, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh của cải nhiều, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo thấy biết sai lệch không đúng nhân quả, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo có trí chân chính, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo Atula, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo làm người, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời dục giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo cố định, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo không cố định, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo sinh chỗ biên địa, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được phước báo sinh nơi thành phố thủ đô, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phải chịu đủ tuổi thọ ở địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo phân nửa tuổi thọ ở địa ngục, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo tạm vào liền ra, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh làm mà chẳng tập, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh tập mà chẳng làm, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh cũng tập cũng làm, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh chẳng làm chẳng tập, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước vui sau khổ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau khổ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước vui sau vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh trước khổ sau vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghèo mà thích bố thí, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh giàu mà tham lam, bỏn xẻn, ích kỷ, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được tâm vui mà thân chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh tuổi thọ tuy hết mà nghiệp chẳng hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp tuy hết mà tuổi thọ chẳng hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ đều hết, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và tuổi thọ cả hai đều chẳng hết mà đoạn trừ tất cả phiền não, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào đường ác mà thân hình đẹp lạ, mày mắt đoan trang, màu da tươi sáng được mọi người thích nhìn, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh nơi đường ác mà thân hình xấu xí, da dẻ thô nhám, người chẳng thích nhìn, hoặc có nghiệp khiến chúng sinh sinh vào đường ác thân miệng hôi thối, các căn khiếm khuyết, hoặc có chúng sinh tập hạnh thế gian 10 bất thiện nghiệp bị ác báo bên ngoài, hoặc có chúng sinh tập hạnh thế gian 10 điều thiện nghiệp được phước báo thù thắng bên ngoài. Dĩ như có chúng sanh lễ Phật, lễ tháp được 10 thứ phước báo, bố thí pháp được 10 phước báo, cúng thí lộng báo được 10 phước báo, cúng thí chuông linh được 10 phước báo, cúng thí y phục được 10 phước báo, cúng thí chén bát được 10 phước báo, cúng thí thức ăn nước uống được 10 phước báo, cúng thí giày dép được 10 phước báo, cúng thí hương hoa được 10 phước báo, cúng thí đèn sáng được 10 phước báo, cung kính chắp tay được 10 phước báo, cúng thí thuốc trị bệnh được 10 phước báo, cúng thí cầu bắc qua sông, rạch được 10 phước báo, cúng thí dù tre được 8 phước báo, cúng thí khăn lao được 6 phước báo, cúng thí gối nằm được 6 phước báo. Đó là lượt nói tên pháp môn các nghiệp sai khác. Phật Bảo Thủ Ca có 10 thứ nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo cuộc sống ngắn ngủi. Thế nào là 10? Một là tự làm việc sát sinh, hai là khuyên người khác sát sinh, ba là khen ngợi việc giết hại, bốn là thấy giết hại sinh tâm vui theo, năm là đối với người mà mình oán ghét muốn họ bị tiêu diệt, sáu là thấy người mình oán ghét tiêu diệt rồi sinh tâm vui mừng, bảy là phá hoại bào thai, tám là dạy người tự hủy hoại thân mình, chín là xây dựng lò sát sinh, 10 là tự làm vũ khí chiến tranh và dạy người tàn hại lẫn nhau. Do 10 nghiệp này bị quả báo mạng sống ngắn ngủi. Lại có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được mạng sống lâu dài. Thế nào là 10? Một là tự mình không sát sinh, hai là khuyên người không sát sinh, ba là khen ngợi việc không sát sinh, 4 là thấy người khác không sát sinh, tâm sinh vui mừng. 5 là thấy người và vật bị giết, tạo phương tiện, giúp thoát khỏi nạn chết. 6 là thấy người sợ chết, an ủi tâm họ. 7 là thấy người sợ sệt, giúp họ được bình an. 8 là thấy các đau khổ hoạn nạn, khởi tâm thương xót. 9 là thấy các hoạn nạn cấp bách, liền khởi tâm đại từ bi. 10 là thường bố thí cho chúng sinh các thức ăn nước uống. Do 10 nghiệp trên được phước báo sống lâu dài. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo nhiều bệnh tật. Những gì là 10? 1 là vui thích đánh đập tất cả chúng sinh. 2 là khuyên người khác hoặc bảo họ đánh đập. 3 là khen ngợi việc đánh đập. 4 là thấy người đánh đập tâm sinh vui mừng. 5 là não loạn cha mẹ khiến tâm sinh lo buồn. 6 là nổi loạn hiền thánh. 7 là thấy người bệnh hoạn đau khổ thì sinh tâm vui mừng. 8 là thấy người bệnh hoạn tâm vui vẻ thì mình không vui. 9 là dùng thuốc giả cho bệnh nhân uống không hết bệnh. 10 là do ăn đêm chưa tiêu hết mà lại ăn thêm. Do 10 nghiệp trên nên bị quả báo nhiều bệnh tật. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh được phước báo ít bệnh tật. Thế nào là 10? 1 là chẳng thích đánh đập tất cả chúng sinh. 2 là khuyên người khác chẳng nên đánh đập. 3 là khen ngợi việc không dùng roi gậy. 4 là thấy người không đánh đập, tâm sinh vui mừng. 5 là cung kính cúng dường cha mẹ và những người bệnh tật. 6 là thấy hiền thánh bệnh hoạn chăm sóc cúng dường. 7 là thấy người bệnh hoạn vui vẻ thì mình rất hoan hỷ. 8 là thấy người bệnh khổ thì cho thuốc hay là khuyên mọi người giúp đỡ. 9 là thấy người bệnh khổ khởi tâm thương xót giúp đỡ. 10 là đối với các thức ăn nước uống tự biết tiết độ. Do 10 nghiệp trên nên được phước báo ít bệnh tật. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo xấu xí. Những gì là 10? 1 là thích khởi tâm sân hận. 2 là thích nuôi dưỡng lòng sân hận. 3 là si mê với người. 4 là não loạn chúng sinh. 5 là đối với cha mẹ không có tâm ái kính. 6 là đối với các bậc hiền thánh tâm không cung kính. 7 là chiếm đoạt của cải sinh sống và ruộng vườn của hiền thánh. 8 là đối với những nơi tháp miếu thờ Phật, đoạn diệt đèn sáng. 9 là thấy người xấu xí khinh khi chê bai. 10 là học theo các việc ác. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh được phước báo thân đoan chính. Những gì là 10? 1 là không sân hận. 2 là bố thí quần áo. 3 là yêu kính ông bà cha mẹ. 4 là tôn trọng bậc hiền thánh đạo đức. 5 là thường tô vẽ trang sức tháp thờ Phật và chùa chiền. 6 là quét dọn sạch sẽ nhà cửa tăng đường. 7 là san bằng đất trong tăng già lam. 8 là quét rửa tháp Phật. 9 là thấy người xấu xí, chẳng sinh lòng khinh chê mà lại khởi tâm cung kính. 10 là thấy người sắc đẹp, liền biết nguyên nhân quá khứ đã gieo trồng phước đức nên hôm nay kết quả sắc đẹp. Do 10 nghiệp ấy nên được phước báo sắc đẹp. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo uy thế yếu. Những gì là 10? 1 là sinh khởi tâm tật đố. 2 là thấy người khác được lợi thì mình sinh tâm phiền não. 3 là thấy người kia bất lợi thì mình sinh tâm hoan hỷ. 4 là thấy người khác được danh dự tốt thì ganh ghét. 5 là nếu thấy người khác mất danh dự thì sinh tâm vui vẻ. 6 là thối thức tâm Bồ Đề và phá hủy hình tượng Phật. 7 là đối với cha mẹ của mình và hiền thánh không có tâm hầu hạ cung kính. 8 là chỉ khuyên người tu tập nghiệp uy thế yếu. 9 là làm chướng ngại sự tu hành của các bậc có đạo cao đức trọng. 10 là thấy người quy thế yếu sinh tâm khinh chê. Do 10 nghiệp trên khiến chúng sinh bị quả báo ít quy thế. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được quy thế mạnh. Những gì là 10? Một là đối với chúng sinh tâm không tật đố. Hai là thấy người khác được lợi tâm sinh vui mừng. Ba là thấy người khác mất lợi tâm khởi thương xót. Bốn là thấy người khác được tiếng khen tốt sinh tâm vui mừng. Năm là thấy người mất tiếng khen tốt thì khuyên nhủ chứ ôm lòng buồn phiền. Sáu là phát tâm Bồ Đề tạo hình tượng Phật. Bảy là đối với cha mẹ mình và hiền thánh cung kính phụng thờ. Tám là khuyên người xả bỏ nghiệp uy thế yếu. Chín là khuyên người tu hành hạnh đại uy đức. 10 là thấy người không uy đức chẳng sinh lòng khinh chê. Do 10 nghiệp trên được phước báo uy thế lớn. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo dòng họ thấp hèn. Những gì là 10? Một là chẳng biết kính cha. Hai là chẳng biết kính mẹ. Ba là chẳng biết kính sa môn. Bốn là chẳng biết kính bà la môn. Năm là đối với các bậc thầy bạn lớn tuổi chẳng quý kính. Sáu là đối với các bậc sư trưởng chẳng phụng thờ cúng dường. Bảy là thấy các bậc lớn tuổi chẳng đón tiếp mời ngồi. Tám là đối với những lời dạy bảo của cha mẹ chẳng vâng theo. Chín là đối với những lời dạy của các bậc hiền thánh cũng chẳng thọ giáo. 10 là khinh miệt dòng họ thấp hèn. Do 10 nghiệp trên bị quả báo sinh trong dòng họ thấp hèn. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo dòng họ cao thượng. Những gì là 10? Một là khéo biết kính cha. Hai là khéo biết kính mẹ. Ba là khéo biết kính sa môn. Bốn là khéo biết kính bà la môn. Năm là cung kính và giúp đỡ các bậc tôn trưởng. Sáu là phụng thờ sư trưởng. Bảy là gặp các bậc tôn trưởng tiếp đón mời ngồi. Tám là tôn kính dâng theo những lời dạy bảo của cha mẹ. Chín là đối với những lời dạy bảo của hiền thánh tôn kính thọ giáo. 10 là chẳng khinh bỉ dòng họ thấp hèn. Do 10 nghiệp ấy được phước báo dòng họ cao thượng. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tài sản ít. Những gì là 10? Một là tự làm việc trộm cướp. Hai là khuyên người khác trộm cướp. Ba là khen ngợi việc trộm cướp. Bốn là thấy người trộm cướp sinh tâm vui mừng. Năm là đối với của cải của cha mẹ lại cắt giảm. Sáu là đối với tài sản của bậc thánh thì chiếm đoạt. Bảy là thấy người khác được lợi, tâm không hoan hỷ. Tám là làm chướng ngại, không cho người khác được lợi. Chín là thấy người khác bố thí, không sinh tâm tùy hỷ. 10 là thấy đời đói, thiếu tâm không thương xót, mà lại còn khởi tâm vui mừng. Do 10 nghiệp trên bị quả báo tài sản ít. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều. Những gì là 10? Một là xa lìa việc trộm cướp. Hai là khuyên người khác không trộm cướp. Ba là khen ngợi việc không trộm cướp. Bốn là thấy người khác không trộm cướp sinh tâm vui mừng. Năm là thường cúng dường những tài vật để nuôi sống cha mẹ. Sáu là đối với những bậc hiền thánh tôn trưởng thường cung cấp cho những vật cần thiết. Bảy là thấy người được lợi sinh tâm vui mừng. Tám là thấy người cầu lợi thì tạo phương tiện giúp đỡ. Chín là thấy người bố thí sinh tâm vui mừng. 10 là thấy người đời đói rét khởi tâm thương xót. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo tài sản nhiều. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo tà kiến. Những gì là 10? Một là chẳng có tâm thưa hỏi các bậc sa môn đại đức trí huệ. Hai là diễn giảng pháp ác. Ba là chẳng hay thọ trì tu tập chính pháp. Bốn là khen ngợi pháp tà kiến. Năm là đối với Phật Pháp lẫn tiếc chẳng nói cho người biết. Sáu là thân cận người tà kiến. Bảy là xa lìa bậc thánh trí. Tám là khen ngợi pháp hành tà kiến. Chín là xả bỏ chính kiến. Mười là thấy người gian ác ngu si, khinh chê hủy bán. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo tà kiến. Lại nữa có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trí chân chính. Những gì là 10? Một là khéo hay thưa hỏi các bậc sa môn thông minh trí huệ. Hai là diễn thuyết thiện pháp. Ba là nghe rồi giữ gìn và truyền bá rộng rãi. Bốn là thấy pháp chân chính thì khen ngợi. Năm là thích thuyết pháp chân chính. Sáu là gần gũi người trí huệ. Bảy là thu thập giữ gìn chính pháp. Tám là tinh tấn tu tập nghe nhiều. Chín là xa lìa người ác tà kiến. Mười là thấy người gian ác ngu si, chẳng sinh tâm khinh chê. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo trí huệ chân chính. Lại nữa có 10 nghiệp khiến chúng sinh bị quả báo đọa địa ngục. Những gì là 10? Một là thân làm việc cực ác. Hai là miệng nói lời cực ác. Ba là ý nghĩ điều cực ác. Bốn là không tin nhân quả, không có kiếp sau. Năm là không tin nhân quả, chúng sinh trước sau không thay đổi. Sáu là khởi cái thấy không có nguyên nhân. Bảy là khởi cái thấy có người làm. Tám là khởi tham, sân, si, mạn nhi, ác kiến. Chín là khởi kiến chấp thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ. Mười là chẳng biết báo ân. Do 10 nghiệp trên bị quả báo đọa địa ngục. Lại nữa có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh. Những gì là 10? Một là thân làm điều ác bậc trung. Hai là miệng nói điều ác bậc trung. Ba là ý nghĩ nghiệp ác bậc trung. Bốn là từ phiền não tham lam khởi ác nghiệp. Năm là từ phiền não sân hận khởi ác nghiệp. Sáu là từ phiền não si mê khởi ác nghiệp. Bảy là chửi mắng chúng sinh. Tám là não hại chúng sinh. Chín là bố thí vật không thanh tịnh như thịt cá, dâm nữ, thuốc độc, vũ khí giết người, vân vân. 10 là phạm giới tà dâm. Do 10 nghiệp trên khiến chúng sinh bị quả báo súc sinh. Lại nữa có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo ngạ quỷ. Những gì là 10? Một là thân làm nghiệp ác nhẹ. Hai là miệng nói nghiệp ác nhẹ. Ba là ý nghĩ nghiệp ác nhẹ. Bốn là khởi nhiều lòng tham. Năm là khởi tham diệt ác. Sáu là tật đố. Bảy là tà kiến. Tám là keo kiệt, luyến tiếc tài sản ngay đó liền chết. Chín là do bệnh khổ đói khát mà chết. Mười là bức não khô khát mà chết. Do 10 nghiệp trên bị quả báo ngạ quỷ. Lại nữa có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo Atula. Những gì là 10? Một là thân làm nghiệp ác nhẹ. Hai là miệng nói điều ác nhẹ. Ba là ý nghĩ điều ác nhẹ. Bốn là kiêu mạn. Năm là ngã mạn. Sáu là tăng thượng mạn. Bảy chắc có cái ta và những vật sở hữu của ta mà sinh tâm kiêu mạn. Tám là mình không có đạo đức mà cho là mình có đạo đức. Chín là mình không bằng người mà lại cho rằng mình hơn người. 10 là hồi hướng các việc lành để được sinh về cõi Atula. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh bị quả báo Atula. Lại nữa có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo làm người. Những gì là 10? Một là không sát sinh. Hai là không trộm cướp. Ba là không tà dâm. Bốn là không vọng ngữ. Năm là không nói lời thêu dệt. Sáu là không nói lời đâm thọc. Bảy là không nói lời ác khẩu. Tám là không tham lam. Chín là không sân nhuế. 10 là không tà kiến đối với 10 thiện nghiệp không giữ được hoàn toàn tốt. Do 10 nghiệp trên nên khiến chúng sinh được phước báo sinh trong loài người. Lại nữa, có 10 nghiệp khiến chúng sinh được phước báo trời dục giới. Đó là đầy đủ những điều thắng diệu để tu hành tăng tiến 10 nghiệp thiện. Lại nữa, có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trời sắc giới. Chỗ gọi là tu hành còn rơi rớt 10 nghiệp thiện cùng các bậc thiền định tương ương. Lại có 4 nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo trời vô sắc giới. Một là vượt qua tất cả tưởng về sắc giới, diệt những cái có đối với tưởng vân vân, vào định không vô biên xứ. Hai là vượt qua tất cả không xứ định, thức xứ định. Ba là vượt qua tất cả thức xứ định, vào vô sở hữu xứ định. Bốn là vượt qua vô sở hữu xứ định, vào phi tưởng phi phi tưởng xứ định. Do 4 nghiệp trên được phước báo trời vô sắc giới. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh quyết định thọ phước báo. Nếu người ở chỗ Phật, Pháp, Tăng và người trì giới mà biết cung kính bố thí cúng dường, do nghiệp thiện này phát nguyện hồi hướng, tức được giảng sinh vào cõi lành. Đó gọi là quyết định có phước báo. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh không quyết định có thọ quả báo. Nếu tạo nghiệp lành, chẳng phải là tâm trí thành trí thiết, làm rồi chẳng tu tập thêm, lại chẳng phát nguyện hồi hướng nơi thọ sinh, đó gọi là không nhất định có được quả báo. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo sinh vào vùng biên địa hạ tiện, là do cái nhân đời trước không biết nương nơi Phật Pháp Tăng và đại chúng tu học để tạo phước, lại không phát nguyện hồi hướng. Do tạo nghiệp như thế nên sinh vào vùng biên địa hạ tiện, thọ quả báo hoặc tốt hoặc xấu. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được phước báo sinh ở giữa thủ đô thành phố, là do cái nhân đời trước ở nơi Phật Pháp Tăng thanh tịnh trì giới và đại chúng khởi tâm cúng dường bố thí, không luyến tiếc và siêng năng tu học, do thiện căn này phát nguyện cầu sinh Trung Quốc lại được gặp Phật và nghe chính pháp, thọ hưởng được nhiều phước báo thanh tịnh thượng diệu. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh phải chịu tuổi thọ đầy đủ ở địa ngục, là vì chúng sinh ấy tạo nghiệp địa ngục rồi, không có tâm hổ thẹn, lại chẳng lìa chán, không biết sợ sệt, ngược lại sinh tâm hoan hỷ, chẳng cầu sám hối mà tạo thêm ác nghiệp chồng chất nhiều lớp như Đề Bà Đạt Đa vân vân. Do nghiệp đó nên phải chịu đầy đủ tuổi thọ ở địa ngục. Lại nữa, có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào địa ngục, chỉ chịu phân nửa số tuổi thọ rồi chết yểu, chẳng sống đầy đủ tuổi thọ trong địa ngục. Là vì chúng sinh ấy tạo nghiệp địa ngục, tích lũy thành rồi, sau đó sinh tâm sợ sệt hổ thẹn, xa lìa, sám hối, từ bỏ, chẳng có tâm tạo thêm. Do nghiệp trên nên đọa vào địa ngục, sau đó hối hận, nên chỉ thọ phân nửa số tuổi nơi địa ngục rồi chết yểu, chẳng sống hết tuổi thọ ở địa ngục, như vua A Xà Thế giết cha rồi sau đó ăn năn sám hối, bị tội tạm vào địa ngục liền được thoát ra. Nhân đó Đức Thế Tôn nói kệ rằng: nếu người tạo trọng tội, làm xong rất ăn năn, sám hối chẳng tái phạm, hay trừ căn bản nghiệp. Lại có nghiệp làm mà chẳng huân tập, là vì chúng sinh ấy thân khẩu ý vân vân tạo các nghiệp ác, tạo rồi tâm sinh lo sợ, hổ thẹn xa lìa, rất tự ăn năn, lại chẳng tạo thêm nữa, đó gọi là làm mà chẳng tập. Lại có nghiệp tập mà chẳng làm, là vì chúng sinh ấy tự mình chẳng tạo nghiệp, nhưng do tâm ác dạy người làm ác, đó gọi là tập mà chẳng làm. Lại có nghiệp cũng làm cũng tập, là vì chúng sinh tự thấy mình tạo các nghiệp ác rồi mà tâm không sửa đổi, lại còn tạo thêm và dụ dẫn người khác cùng tạo, Đó gọi là cũng làm cũng huân tập. Lại có nghiệp chẳng làm chẳng tập, là vì chúng sinh ấy tự mình chẳng tạo nghiệp lành dữ, cũng chẳng dạy người khác tạo nghiệp vân vân. Đó gọi là chẳng làm chẳng tập. Lại có nghiệp ban đầu vui sau khổ, là vì chúng sinh ấy được người khuyên thực hành bố thí. Họ hoan hỷ bố thí không keo kiệt, nhưng sao lại hối hận. Do nhân duyên đó sinh ra loài người, trước tuy giàu vui, sao lại nghèo khổ. Lại có nghiệp ban đầu khổ sao vui, là vì chúng sinh ấy lúc nhỏ không bố thí, sao được người khuyên bảo cố gắng bố thí chút ít. Bố thí rồi tâm hoan hỷ không hối tiếc. Do nhân duyên đó sinh ra ở nhân gian, ban đầu nghèo khổ sao lại giàu vui. Đó gọi là ban đầu khổ sao vui. Lại có nghiệp ban đầu khổ sao khổ, là vì chúng sinh ấy xa lìa thiện tri thức, không khuyên bảo người bố thí, cho đến chẳng hay thực hành một chút bố thí. Do nhân duyên ấy sinh ở nhân gian, ban đầu thời nghèo khổ sao cũng nghèo khổ. Lại có nghiệp ban đầu vui sao cũng vui, là vì chúng sinh ấy gần thiện tri thức, khuyên dạy thực hành bố thí, liền sinh hoan hỷ, mãi tu hạnh bố thí. Do nhân duyên đó sinh ở nhân gian, ban đầu thời giàu vui sao cũng giàu vui. Lại có nghiệp nghèo mà vui thích bố thí, là vì chúng sinh ấy trước từng làm việc bố thí mà chẳng gặp Phật Pháp Tăng, sau đó lưu chuyển trong sinh tử, sinh vào loài người. Do chẳng gieo được phước điền vào tam bảo, cho nên phước báo nhỏ hẹp, hoặc được hoặc mất. Do xưa kia từng tập bố thí, nên tuy ở nơi nghèo mà thích thực hành bố thí. Lại có nghiệp nghèo mà tham lam bỏn xẻn, là vì chúng sinh ấy xa lìa thiện tri thức, không khuyên bảo người và chính mình cũng chẳng thực hành bố thí. Do nhân duyên đó sinh nơi bần cùng, lại còn tham lam bỏn xẻn. Lại có nghiệp giàu mà tham lam bỏn xẻn, là vì chúng sinh ấy chưa từng bố thí, nhờ duyên lành gặp thiện tri thức khuyên bảo tạm thực hành một lần cúng dường tam bảo. Do phước điền thù thắng nên tài sản đầy đủ, trước chẳng từng tập bố thí nên tuy giàu mà sang tham. Lại có nghiệp giàu mà hay bố thí, là vì chúng sinh ấy gặp thiện tri thức, tu hạnh bố thí, lại gieo được phước điền vào tam bảo. Do nhân duyên đó giàu to nhiều của cải và thích thực hành bố thí. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được thân vui mà tâm chẳng vui, như phàm phu mà có phước. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh được tâm vui mà thân chẳng vui, như la hớn vô phước. Lại có nghiệp khiến chúng sinh được thân tâm đều vui, như la hớn đầy đủ phước báo. Lại có nghiệp khiến chúng sinh thân tâm đều chẳng vui, như phàm phu vô phước. Lại có nghiệp khiến chúng sinh mạng sống hết mà nghiệp chẳng hết, là vì chúng sinh ấy từ địa ngục chết rồi trở lại, sinh vào địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, cho đến trời, người, Atula vân vân cũng lại như thế. Đó gọi là mạng sống hết mà nghiệp chẳng hết. Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp hết mà mạng sống không hết, là vì chúng sinh ấy vui hết thì thọ khổ, khổ hết thì thọ vui vân vân. Đó gọi là nghiệp hết mà mạng sống không hết. Lại có nghiệp khiến chúng sinh nghiệp và mạng sống đều chẳng hết, là vì chúng sinh ấy từ địa ngục chết rồi, sinh vào loại súc sinh và ngạ quỷ, cho đến trời, người, Atula vân vân. Đó gọi là nghiệp và mạng đều chẳng hết. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh nghiệp và mạng sống đều hết, là vì chúng sinh ấy hết các phiền não, nghĩa là các bậc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàn, A La Hớn vân vân. Đó gọi là nghiệp và mạng sống đều hết. Lại có nghiệp hay khiến chúng sinh tuy sinh vào đường ác mà hình dung đẹp lạ, mày mắt đoan trang, da vẻ tươi sáng, được mọi người thích nhìn. là vì chúng sinh ấy bị phiền não khởi dục, do nhân duyên không làm chủ được mà phạm giới. Tuy sinh vào đường ác mà thân thể tươi sáng, sắc lông đẹp mịn, da dẻ tươi nhuận, được mọi người thích nhìn. Lại có nghiệp khiến chúng sinh sinh nơi đường ác mà hình dung xấu xí, da thân xù xì, người chẳng thích nhìn, là vì chúng sinh ấy từ phiền não khởi phá giới, do nhân duyên ấy sinh vào đường ác, hình dung xấu xí, người chẳng thích nhìn. Lại có nghiệp khiến chúng sinh đọa vào đường ác, bị thân miệng hôi thối, các căn tàn khuyết, là vì chúng sinh ấy từ phiền não khởi phá giới, do nhân duyên ấy sinh vào đường ác, thân thể tật nguyền, hơi miệng hôi thối. Lại có 10 nghiệp hay khiến chúng sinh bị quả báo xấu bên ngoài, là vì chúng sinh ấy thực hành 10 điều ác nghiệp, cho nên chiêu cảm đến các vật dụng bên ngoài đều chẳng đầy đủ. Một là do người kia hành sát sinh nên khiến quả báo bên ngoài như chiến tranh, thiên tai, địa ách, quả đất có vị mặn, cây thuốc yếu ớt vân vân. Hai là do nghiệp trộm cướp nên chiêu cảm đến thời tiết xấu như thiên tai, địa ách, sương muối, mưa đá, sinh nhiều sâu bọ, châu chấu vân vân, khiến đời đói rét. Ba là do nghiệp tà dâm nên chiêu cảm đến vật bên ngoài, sinh ra thảy nhiều hôi nhơ. 4 và 5 là do nghiệp đâm thọt chiêu cảm bề mặt quả đất cao thấp chẳng bằng, có nhiều núi đồi, gò ụ, gốc cây, hầm hố. 6 là do nghiệp ác khẩu nên chiêu cảm quả báo bên ngoài như có nhiều ngói, đá, cát, sỏi thô xấu, ác vật chẳng thể tiếp cận. 7 là do nói lời thêu dệt nên chiêu cảm sinh ra quả báo bên ngoài như có nhiều cây cỏ dày đặc, cành nhỏ nhiều gai. 8 là do nghiệp tham nên chiêu cảm quả báo bên ngoài, khiến hạt giống lúa nhỏ lép. 9 là do nghiệp sân nên chiêu cảm quả báo bên ngoài, khiến quả cây to sinh ra xấu nhám. 10 là do nghiệp tà kiến nên chiêu cảm sinh ra quả báo bên ngoài lá mầm chồi yếu ớt, thu hoạch quả ít tươi. Do 10 nghiệp trên nên bị quả báo ác bên ngoài. Lại có 10 nghiệp được phước báo thù thắng bên ngoài, trái với 10 điều ác ở trên. Nghĩa là nếu có người nào biết cung kính lễ Phật, lễ tháp thờ Phật sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người ấy được sắc đẹp và giọng nói thanh tao. Hai là những lời nói ra đều được mọi người tin theo. Ba là ở giữa đại chúng không sợ sệt. Bốn là trời người yêu mến giúp đỡ. Năm là đầy đủ uy thế. Sáu là những chúng sinh có uy thế đều đến gần gũi để giúp đỡ. Bảy là thường được gần gũi chư Phật Bồ Tát. Tám là đầy đủ đại phước báo. Chín là mạng chung sinh lên cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào bố thí pháp được 10 thứ phước báo: một là trí huệ sáng suốt nhanh nhẹn. Hai là thiên thần ủng hộ, tránh khỏi nạn ôn dịch, thiên tai, địa ách, trộm cướp, giặc chả, lao tù, ác quỷ, rắn độc, thú dữ. Ba là người bệnh mau được lành, lúc khốn khó sẽ được hanh thông. Bốn là thân tâm an ổn, sức khỏe dồi dào. Năm là kiết lời, tuy không mong cầu mà có cơm ăn áo mặc tự nhiên đầy đủ. Sáu là gia đình hòa thuận, phước thọ lâu dài, nói ra điều gì cũng được trời người kính mến. Bảy là oan gia trái chủ nhiều đời trước đều được giải thoát, không còn gặp phải nạn oán thù. Tám là những tội lỗi lỡ gây tạo trước đây, nếu nhẹ sẽ tiêu trừ, còn nặng chuyển thành nhẹ. Chín là làm thân phụ nữ, lúc xả báo thân liền được chuyển thành nam. 10 là xa hẳn đường ác, đời đời kiếp kiếp sinh ra gặp được Phật, Pháp, Tăng, tu hành cho đến ngày thành công đắc đạo. Nếu có chúng sinh nào cúng thí lộng báo sẽ được 10 thứ phước báo. Một là người đó thường lấy lòng từ che chở cho chúng sinh. Hai là thân tâm an ổn, lìa các nhiệt não. Ba là tất cả thế gian kính trọng, chẳng dám khinh khi. 4 là có đại uy thế, 5 là thường được gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát, những bậc có đại uy đức. 6 là thường làm chuyển luân thánh dương. 7 là thường làm gương mẫu dẫn đầu khuyên dạy người tu tập thiện nghiệp. 8 là đầy đủ phước báo lớn. 9 là mạng chung sinh lên cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí chuông linh sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là người đó được âm thanh Phạm Thiên. 2 là có danh tiếng lớn. 3 là tự biết túc mạng. 4 là có nói ra điều gì mọi người đều tin theo. 5 là thường có lọng báo để tự trang nghiêm. 6 là có vòng ngọc báo để làm trang sức. 7 là dáng mặt đoan nghiêm, người thấy liền hoan hỷ. 8 là đầy đủ đại phước báo. 9 là mạng chung sinh lên cõi trời. 10 là mau chứng quả niết bàn. Nếu có chúng sinh nào phụng cúng y phục sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là người ấy mày mặt đoan trang. 2 là da dẻ trơn láng. 3 là bụi nhơ không dính. 4 là sinh ra liền đầy đủ quần áo thượng diệu. 5 là giường nệm quý tốt che chở thân mình. 6 là đầy đủ y phục có lòng hổ thẹn. 7 là người thấy đều yêu kính. 8 là đầy đủ của báo lớn. 9 là mạng hết được sinh cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí chén bát sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là người ấy ở đời có tâm độ lượng. 2 là được thiện pháp thấm nhuần. 3 là lìa tâm khát ái. 4 là nếu khát nước thì dòng suối tự nhiên giọt ra. 5 là chẳng sinh vào đường ngạ quỷ. 6 là được đồ dùng cõi trời vi diệu. 7 là xa lìa bạn ác. 8 là đủ đại phước báo. 9 là mạng chung sinh cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí cơm ăn nước uống sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là người ấy được sống lâu như cõi trời. 2 là được sắc đẹp. 3 là được sức mạnh. 4 là được tâm an ổn và được vô ngại biện tài. 5 là được không sợ sệt. 6 là không tâm lười nhác, được mọi người kính ngưỡng. 7 là được mọi người yêu thương. 8 là đầy đủ phước báo lớn. 9 là mạng chung sinh cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí giày dép sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là đầy đủ phương tiện đi lại tốt đẹp. 2 là dưới chân bằng phẳng an ổn. 3 là gót chân mềm mại. 4 là bước xa nhẹ khỏe. 5 là thân không mệt mỏi. 6 là những chỗ đi đến chẳng bị chông gai ngói gạch làm tổn hại thân. 7 là được sức thần thông. 8 là đủ các vật nhu yếu phẩm. 9 là mạng chung sinh cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí hương hoa sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là người ấy ở đời sạch sẽ như hoa. 2 là thân không hôi nhơ. 3 là mùi thơm giữ giới bay khắp mọi nơi. 4 là tùy theo những chỗ sinh ra, căn mũi không hư hại. 5 là vượt hơn thế gian, được mọi người quy ngưỡng. 6 là thân thường thơm sạch. 7 là yêu thích thọ trì đọc tụng chính pháp. 8 là đầy đủ phước báo. 9 là mạng chung sinh lên cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cúng thí đèn sáng sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là chiếu sáng thế gian như đèn. 2 là tùy chỗ sinh ra mắt thịt chẳng bị hư hoại. 3 là sống trong loài người được mắt cõi trời. 4 là đối với các pháp thiện ác có trí huệ sáng suốt. 5 là tùy theo chỗ ở diệt trừ bóng tối. 6 là được trí huệ sáng suốt. 7 là lưu chuyện thế gian thường chẳng vào chỗ hắc ám. 8 là đầy đủ phước báo. 9 là mạng chung sinh cõi trời. 10 là mau chứng niết bàn. Nếu có chúng sinh nào cung kính chắp tay sẽ được 10 thứ phước báo. 1 là được phước báo thù thắng. 2 là sinh vào dòng họ cao quý. 3 là được thân sắc tươi đẹp. 4 là được giọng nói thắng diệu. 5 là được lộng che thắng diệu. 6 là được biện tài vô ngại. 7 là được lòng tin thắng diệu. 8 là được giới thắng diệu. 9 là được nghe nhiều thắng diệu. 10 là được trí huệ thắng diệu. Nếu có chúng sinh bố thí thuốc trị bệnh được 10 thứ phước báo. 1 là tuổi thọ sống lâu. 2 là sắc thân xinh đẹp. 3 là có sức mạnh. 4 là có nhiều trí huệ. 5 là có nhiều bạn bè, tiếng tốt đồn xa. 6 là ít khổ, được nhiều an lạc. 7 là ít bệnh hoạn ốm đau. 8 là tránh khỏi mọi tai họa. 9 là được chư thiên nhân loại kính mến. 10 là thường được gần gũi với người thân yêu. Nếu có chúng sinh bố thí cầu bắc qua sông, rạch được 10 phước báo. 1 là nếu bị rơi từ trên cây cao, núi cao hoặc rớt xuống hố sâu, vực thẳm, sẽ có một vật cản lại không làm nguy hiểm đến tánh mạng. Nếu bị chết, sẽ tái sanh lên cõi thiên giới. 2 là những kẻ thù không làm hại được. 3 là kẻ trộm cướp không chiếm đoạt được của cải của mình. 4 là vua quan không coi thường. 5 là thoát khỏi mọi tai họa.